Xin kính chào quý cô chú anh chị, các bạn đang xem video. Hôm nay trời mưa quá, em ở nhà em quay những bông hoa nó nở trời mưa cho cả nhà cùng xem. Đây là những bông hoa lan huệ của em. Trời ơi, ở trên tầng 2 em nhiều lắm nhưng mà leo lên đấy ngại, em viết lại ở trên tầng 2 em trồng nó nắng quá, xong bắt đầu củ nó ra hoa mà nó cứ héo héo ấy. Vì em hôm nay bận vườn mới ấy, em không chăm sóc được nên em quay ở dưới này thôi. Đây là những cái bông hoa nó mới nở màu rất là đậm luôn, có những cái ngồng hoa nó mập thù lù, na ún nần ấy, béo lắm ấy. Cái loại hoa này thì nó rất là ưa phân bò nên là nếu mà bón được phân bò thì cũng củ rất là to, bông cũng rất là to luôn ấy, và nó đẻ rất là nhiều. Thế nhưng mà như ở nhà em thì em cũng ít dùng những loại phân bón đó. Hồi đầu ấy thì em chỉ trồng mỗi bằng cái xỉ than tổ ong ấy, thì nó không có chất mấy. Thế xong rồi cũng bận rộn thì không chăm bón cho nó nhiều, vì hầu như là em bận vào đơn hàng hàng ngày rồi trả lời tin nhắn của mọi người, tư vấn mọi người cách trồng cây á, nên là hầu như là không chăm sóc được. Thế nhưng cứ đến mùa thì nó ra nụ ra hoa nó tự nhiên thế thôi. Có những lúc ấy mình nhổ lên mà nó vẫn sống nhá. Ví dụ như có những củ như này này, khi mà em mua ấy thì người ta gửi cho mình có củ là nó bị hỏng luôn ở trong hộp ấy, tại vì lại đi lâu quá. Nhưng mà về đừng có trồng ngay mà cứ vứt nó ở một chỗ này này đấy, thì nó sẽ đẻ như này luôn này. Thường thì một củ nó sẽ có ba cái ngồng hoa đây này, một này, một hai và ngồng thứ ba đây, ba ngồng hoa. Trong một cái ngồng hoa thì lại có bốn bông. Đây như này nó 3 bông, nhưng mà có những ngồng đây là 4 bông này, 2 ngồng là thành 8 bông này. Thì tổng cộng 3 ngồng nó sẽ rơi vào khoảng tầm 12 đến 18 bông. Thế nhưng mà có những cái củ hoa thì nó lại còn có thể một ngồng hoa nó có thể ra được 8 bông. Như vậy 3 ngồng hoa nó sẽ là 24 bông hoa, nở phải đến hơn 1 tháng, gần 2 tháng mới tàn. Rất đẹp luôn. Còn đây là cây nhật quỳnh của em, thì đây là màu đỏ cổ này. Hôm trước em quay màu tím này, màu đỏ thì nó nở ngày thứ 5 rồi nó vẫn đẹp như này. Cái bông này thì ngày thứ 6 rồi này, những cái bông này thì ngày thứ 5 này. Đó, màu rất là đẹp luôn. Nhưng cái loại này thì nó bông nhỏ như bàn tay thôi, nhưng có loại thì nó to như bát cơm cơ. Thì loại đấy là màu đỏ nhụy tím đây. Đỏ nhụy tím cũng đang nụ đây rồi. Đấy, trời mưa những cái cây mà em ươm cho khách em phải bỏ ở đây này. Đây những cây mà em chuẩn bị gửi cho khách đây. Đấy. Thì này, cây nó chỉ cần bé bé này nó cũng đã có thể dọn có nụ đây, đỏ nhụy tím bông rất là to, hôm nào em quay sau. Thế. Đây là những sen đá của em mà em đã trồng được hơn 1 tháng. Thì em thấy nó không bị chết cây nào nên em quay cho cả nhà cùng xem. Đây là chậu cúc mùa này của nhà em, thì nhờ có phân bón, năm nay em dùng phân bón loại dạng nước của Nga thì em giữ được cái giống hoa này đến bây giờ vẫn còn đang nở hoa, nở suốt từ Tết đến giờ. Đây là những chậu đỗ quyên cũng dùng cái loại phân bón đó thì rất là rực rỡ luôn. Nhưng màu nó nở thì những hôm trước màu trắng với màu hồng đào phai là đã nở rồi, bây giờ màu hồng đỏ với màu tím mới nở. Anh em quay cho cả nhà cùng xem nhé. Rất là dày hoa đúng không ạ? Những cây ớt, cây dưa em chuẩn bị mang lên trên vườn mới của em trồng đây. Hoa cúc hoàng long trảo thì vẫn còn đi. Bây giờ vẫn còn nở. Và những cái chậu hoa cúc khác em thấy cũng đang rất nhiều nụ và nhiều bông ấy, cho nên trồng hoa cúc em cảm thấy nếu như mà chăm sóc tốt thì nó nở dai dai quanh năm ấy. Thế ớt chuông của em rất là tốt, mọi người bảo trồng ớt chuông khó lắm, em thấy trồng nó như ớt thường luôn ấy. Đó, ăn quả rồi bây giờ nó lại ra tiếp đợt quả mới đó. Hoa đồng tiền cũng cực kỳ là dễ trồng đấy, em trồng hai cây vào đây mà bây giờ nó đẻ quá trời luôn.
còn ra nụ ra hoa suốt từ trước Tết, 2 tháng 3 tháng cho đến bây giờ vẫn hoa. Liệu nhà em mọi năm ít quả lắm, mà quả nó cứ bé bé nó rụng ấy, năm nay em cho cái phân bón đó vào ấy, thì em được ăn quả rồi, em ăn mấy một quả rồi, còn một quả này, cái quả này bé nó đang ra rất là nhiều hoa nữa, và nho nữa, nho thì cũng có hoa rồi đó. Mưa quá nên em không quay được cụ thể. Hoa giấy thì bắt đầu tàn, rụng nhiều do mưa nhiều á. Bông hoa này em thấy rất là xinh luôn, Double Star. Hồi trước cây củ bé bé 4cm thôi đã 200.000, bây giờ thì giá nó xuống nhiều rồi. Đây là củ vẻ Úc này, nếu nữa nở em quay cho cả nhà xem. Đây là Splash, đây là Andre Úc. Rồi đây là củ tự dưng quên mất tên Strip Amadeus. Đây là của chóc chai 4. Càng cua nhiều người bảo mua về trồng nó cứ bị chết, mà sao em trồng em phơi nắng này, đang phơi mưa đấy, đang mưa đây mà nó cứ lên và nó còn ra hoa liên tục, cứ hết hoa này đến hoa khác, nở rất là thích luôn. Mà lá non thì ra rất là nhiều, nên là ai cần cây giống gì thì inbox em nha. Đấy, hoa này cũng thế, cứ ra hoa liên tục, hết hoa lại hoa khác, bây giờ đang rất là nhiều những cái bông hoa nho nhỏ, nụ hoa nho nhỏ. Hoa cúc MT4 tím Xuân Định đang tiếp tục có nụ có hoa. Bông hoa đơn Picotti nó có viền hồng ở cánh rất là xinh luôn. Bông lim này cũng xinh này. Mưa quá chứ không em sẽ lên em khoe cây ớt ở trên kia. Em trồng bằng cái can nhựa nho nhỏ 2 lít thôi mà rất là sai hoa hàng mấy chục quả. Cảm ơn quý cô chú anh chị và các bạn đã xem video. Xin chào, hẹn gặp lại những video tiếp theo ạ.